khối tài sản của Phan Công Khanh trị giá bao nhiêu? Phan Công Khanh sở hữu hàng loạt siêu xe, xe siêu sang mà nhiều đại gia buôn xe khét tiếng có thâm niên vài chục năm chưa chắc có được. Phan Công Khanh sở hữu khối tài sản giá trị bao nhiêu? Khởi nghiệp với nghề buôn bán xe từ hơn chục năm trước, khi vẫn là một chàng trai trẻ. Phan Công Khanh có niềm đam mê với siêu xe, xe phân khối lớn. Trên Facebook cá nhân, Phan Công Khanh từng chia sẻ khởi nghiệp với hai người bạn khi chung vốn mua xe Ducati sau đó bán lại kiếm lời. Dần dần, từ việc đam mê siêu xe, Phan Công Khanh đã trở thành tay buôn khét tiếng trong giới xe buýt tại Việt Nam. Nhiều siêu xe. Xe siêu sang trong showroom Khanh, Super. Tôi đam mê siêu xe từ lúc còn nhỏ, được chơi Internet ở dưới quê, nghe về siêu xe và đọc báo. Đầu tiên tôi đọc báo về anh Cường, Cường Đô La, TV, những chiếc siêu xe đầu tiên anh Cường mang về Việt Nam, rồi tự tìm hiểu thêm trên mạng. Chắc phải khoảng từ 2005-2006. Tại thời điểm đó tôi đã biết về siêu xe và rất thích nó, không bao giờ mình nghĩ có ngày ngồi đây review siêu xe. Phan Công Khanh từng chia sẻ, trái với ông chủ của các showroom buôn bán siêu xe, xe siêu sang khác khi có cuộc sống kín tiếng. Phan Công Khanh được biết đến khi là người có quan hệ rộng, đặc biệt nhiều người nổi tiếng trong showbiz cũng như giới chơi siêu xe tại Việt Nam như Hoàng Kim Khánh, Cường Đô La, Minh Nhựa, Đặng Lê Nguyên Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Binh Tuấn Hưng, cầu thủ Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Việc quen biết nhiều người nổi tiếng giúp công việc kinh doanh siêu xe của Phan Công Khanh lên như diều gặp gió. Chính vì vậy, chỉ trong khoảng vài năm trở lại đây, cái tên Phan Công Khanh đã nổi tiếng và được coi là ông trùm siêu xe tại Việt Nam. Hiện tại, Phan Công Khanh đang sở hữu Khanh, Super, showroom siêu xe tại TP Hồ Chí Minh này mới khai trương hôm ngày 8 tháng 6 năm 2023 sau khi đổi lại tên. Phan Công Khanh sở hữu hàng loạt những siêu xe, xe sang có giá trị khủng trên thế giới và việc là người nhập những siêu xe mới đầu tiên cũng giúp tiếng tăm của anh chàng ngày càng nổi hơn. Phan Công Khanh từng khoe nhiều mẫu siêu xe trên mạng xã hội được tín đồ mê xe vô cùng hâm mộ. Trong bộ sưu tập siêu xe của Phan Công Khanh, có những cái tên nổi tiếng có giá trị hàng trăm tỷ đồng như Rolls Royce Phantom 8 giá khoảng 80 tỷ đồng, McLaren 720S Spider có giá khoảng 23 tỷ đồng, Lamborghini Aventador khoảng 40 tỷ đồng, Ferrari F8 Tributo khoảng 22 tỷ đồng, Porsche 918 Spider giá khoảng 24 tỷ đồng. Hàng chục chiếc Mercedes-AMG G63 mỗi chiếc khoảng 13 tỷ đồng. Phan Công Khanh sở hữu nhiều siêu xe, xe siêu sang đắt đỏ. Như vậy, tính nhanh những chiếc xe Phan Công Khanh đăng tải trên Facebook cá nhân cũng như ở trong showroom Khanh, Super cũng có giá trị đến hơn 300 tỷ đồng. Chưa kể, những chiếc xe Phan Công Khanh còn đặt mua ở nước ngoài và sẽ về nước trong thời gian tới cũng phải lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài buôn siêu xe, Phan Công Khanh còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia các hành trình siêu xe, xây nhà từ thiện và dạy giới trẻ trên mạng xã hội nên được coi là idol của giới trẻ. Đại gia chuyên buôn siêu xe Phan Công Khanh bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Đại gia chuyên buôn siêu xe Phan Công Khanh bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tối ngày 9 tháng 7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Phan Công Khanh bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khanh chính là chủ cửa hàng kinh doanh xe ô tô Cơ Super tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Trước đó, ngày 9 tháng 6, công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện cửa hàng kinh doanh xe ô tô Cơ Super tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, có 6 ô tô đậu trên vỉa hè. Phan Công Khanh, sinh năm 1994, nổi lên trong vài năm gần đây như là hiện tượng của làng buôn bán siêu xe ở Việt Nam. Phan Công Khanh quê gốc ở Bến Tre, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bén duyên với nghề buôn bán siêu xe nhập khẩu, Phan Công Khanh từng là vua bóng chuyền phủi, khái niệm chỉ những người chơi nghiệp dư theo câu lạc bộ. Tay chơi khét tiếng trong giới siêu xe này sở hữu chiều cao gần 1m8. Ngoại hình ưa nhìn nên được giới trẻ rất hâm mộ. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết khoe siêu xe.
những hành trình siêu xe. Thậm chí, anh chàng này còn là một trong những dân buôn thường xuyên mua được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam nên được nhiều đại gia biết đến.